Dạ, hôm nay tiếp tục hành trình bé Tường Lam chiêm bái tôn tượng Di Lạc Bồ Tát trên đỉnh núi Bà Đen. Đây là cái con đường dặn su khách xuống cầu ước. Cầu ước cũng là một trải nghiệm vô cùng độc đáo và thú vị, là một hang động tự nhiên với con đường cong uốn lượn mê hoặc và huyền bí. Khúc này thấy được cái nụ cười trên mặt của bé Tường Lam, nụ cười hỉ hả vô u. Người mẹ là lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc khi thấy con mình được cười vui vẻ và hoan hỉ như thế này. Và đặc biệt là tôn tượng được tạo hình theo một phương thức chưa từng có tại Việt Nam, ghép từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên theo cảm hứng ruộng bậc thang. Về phía sau lưng của tượng Di Lạc bao quanh là một cái thác nước nhân tạo khổng lồ đổ tràn từ trên cao từng bậc quanh thân tượng, tạo một khung cảnh kỳ vĩ. Show nhạc nước là sự kết hợp giữa Phật giáo truyền thống và công nghệ hiện đại, giữa hình thức kiến trúc rất quy diệu và một sự trải nghiệm thật hạnh phúc đối với gia đình Tường Lam đến chiêm bái tôn tượng Di Lạc Bồ Tát. Lúc này thấy trên khuôn mặt của Tường Lam thật nhiều hạnh phúc lắm luôn. Mỗi lần Lam thấy Phật là Lam vui như vậy đó.
không thể nào diễn tả được. Tí vlog miền Tây à, hai em. Ủa nãy giờ em cúng giáp chưa? Dạ. Ồ mà vô đây mát thiệt ha, quá mát luôn à. Cái này là đứng mình đứng gì là trong bụng của Phật Di Lặc luôn á. Dạ. Ờ quá đẹp luôn. Ờ cái này em lên trên nữa được á. Được, có đường đi lên luôn. Ờ hồi xưa là mình lên tới cái bàn tay của ông luôn á. Ờ có bàn tay của Phật luôn, hồi xưa mình lên bàn tay Phật luôn á, mà không biết bây giờ cho lên không à. Ờ hình Phật Di Lặc kéo cái túi, cái túi vô đây không gian trong đây rất là mát mẻ nha cô chú anh chị, quá mát luôn. Anh Hùng, cái đó là cái túi ông Phật Di Lặc kéo là đẹp quá kìa. Cái túi ông kéo đẹp quá kìa. Hả? Phật kéo cái túi đó là lôi mấy tiểu linh đồng đó. Thấy không? Lôi cái túi hả? Ừ. Cô chú vô đây cũng rất là đông. Cái này là ở trong bụng của Phật Di Lặc đó cả nhà. Phật Di Lặc cừ tư miệng cười hỷ xả. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Quá đẹp luôn. Hello con.
này hồi xưa có cho leo lên trên bàn tay của Phật luôn đó cô chú anh chị, nhưng mà năm nay không thấy cái đường để mình đi lên. Ở này là ở sau lưng Phật Di Lặc. Quá mát luôn, mát thiệt. Những cái tiểu cảnh bồng lai tiên cảnh. Hello.